Chiến thuật đáng sợ của Nga khi ném bom Kiev khiến Ukraine lo lắng Đặc nhiệm Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ phá hoại tự do ở Nga Tình thế nghiền cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnieper Israel nã hàng loạt tên lửa vào Syria, đọ súng với Hezbollah. Giáo hoàng Francis lên án việc Israel tấn công dân thường tại nhà thờ ở Gaza. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian 3 ngày, Nga đã hai lần tấn công Kyiv bằng tên lửa đạn đạo phóng từ các hệ thống trên mặt đất được cho là S400. Các chuyên gia của cơ quan truyền thông quân sự Defense Express cho rằng, nếu các báo cáo về việc sử dụng S-400 được xác nhận, điều này có thể cho thấy việc Nga có thể tiến hành thực hiện các cuộc tấn công đạn đạo có hệ thống vào Kiev với mục đích thiêu hoại tinh thần của người dân Ukraine. Hai lần trong vòng 3 ngày, Nga đã tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo phóng từ các hệ thống trên mặt đất được cho là S-400, theo New Voice of Ukraine. Và những đêm đó, lực lượng phòng không Ukraine đã lần lượt bắn hạ 8 và 10 tên lửa. Sau cuộc tấn công đầu tiên, phát ngôn viên lực lượng không quân Yuri Inat kêu gọi sự kiên nhẫn khi nhà chức trách xác định liệu tên lửa được sử dụng là tên lửa đạn đạo Iskander-M hay tên lửa phòng không dẫn đường S-400. Hai ngày sau đó, Andriy Yamak, người đứng đầu văn phòng tổng thống, tuyên bố đối phương có thể đã tấn công Kiev bằng tên lửa 48N6 từ tổ hợp S-400. Theo ông, mục tiêu là một đối tượng cơ sở hạ tầng quan trọng các chuyên gia của cơ quan truyền thông quân sự Defense Express cho rằng nếu các báo cáo về việc sử dụng S-400 được xác nhận, điều này có thể cho thấy xu hướng nguy hiểm trong các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Cụ thể, họ có thể tiến hành thực hiện các cuộc tấn công đạn đạo có hệ thống vào Kiev với mục đích thiêu hoại tinh thần của người dân chúng tôi. Lần cuối cùng Kiev bị bắn phá bằng tên lửa như vậy đã cách đây gần một năm. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, thủ đô Ukraine rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn mà không có cảnh báo không kích trước đó. Vào thời điểm đó, một cơ sở hạ tầng trong thành phố bị tấn công và Bộ Tổng tham mưu thông báo rằng thủ đô đã bị tấn công bởi 10 tên lửa bắn từ hệ thống S-400 từ phía Bắc, rất có thể là từ tỉnh Bryansk của Nga. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17 tháng 12 đã mô tả các mục tiêu trước mắt của Ukraine trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Ông Zelensky nói rằng Ukraine và Ủy ban châu Âu-EC sẽ sớm đánh giá tiến bộ của Kiev trong việc điều chỉnh luật của nước này với luật của EU cũng như khuôn khổ cho các cuộc đàm phán để Kiev gia nhập EU dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm tới. Ông Zelensky thông báo rằng, trong những ngày tới, cùng với EC, chúng tôi sẽ chính thức khởi động quy trình đánh giá luật của Ukraine tuân thủ luật của EU, quy trình sàng lọc. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị khuôn khổ đàm phán cho Ukraine, hy vọng diễn ra vào mùa xuân năm tới. EC tuyên bố họ sẽ đánh giá lại tiến bộ của Ukraine vào tháng 3 năm 2024, một phần của con đường dài và phức tạp giúp Kiev trở thành thành viên của EU đại sứ EU tại Ukraine Katarina Matonova mô tả tiến trình này có thể gây mệt mỏi. Cách đây vài ngày, ông Zelensky nói về quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine của EU là một chiến thắng cho Ukraine, một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu, một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khi đó cũng cho biết đây là một quyết định chiến lược và sẽ khắc sâu trong lịch sử liên minh. Sĩ quan được biết đến với biệt danh Mykola nói với tờ The Times rằng các đặc vụ đang được huấn luyện để thực hiện các hoạt động phá hoại, đầu độc, ám sát và đánh lạc hướng sau phòng tuyến của nga. Ông nói họ mặc quần áo dân sự, mang theo giấy tờ giả và chỉ dùng bước đi để định hướng. Ông nói các nhiệm vụ này rất bí mật, ngay cả cấp trên của Mykola cũng không biết về chúng. Theo tờ The Times, nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật một phần là do nguồn vốn được chuyển đến Ukraine từ EU và Mỹ ngày càng cạn kiệt. Mikola nói với The Times tại một căn cứ trại huấn luyện bí mật. Điều đó không có trong sách. Chính phủ quá chậm chạp và quan liêu. Chúng tôi cần đào tạo con người nhanh chóng và chuẩn bị cho họ sẵn sàng. Chính phủ không có trại huấn luyện chuyên biệt nào cho các loại hoạt động cần thiết để chống lại cuộc chiến này. Ukraine cũng đang phải vật lộn để theo kịp số lượng binh lính Nga và đội quân máy bay không người lái của Nga, vốn đông hơn họ với tỷ lệ 7 trên 1. Mykola thừa nhận điều này và tin rằng những nhiệm vụ này sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine. Ông nói, chúng tôi chỉ có thể cạnh tranh về kỹ thuật phẫu thuật. Công nghệ và tư duy kinh doanh của chúng ta sẽ đánh bại thịt và thép của Nga. Mykola cũng giải thích các điều kiện tối ưu cho sứ mệnh xuyên biên giới vào Nga chẳng hạn như đám mây thấp che khuất mặt trăng và các ngôi sao. Ông giải thích họ sẽ mặc quần áo dân sự mang theo giấy tờ giả không điện thoại sử dụng la bàn bản đồ và đếm bước đi để định hướng. Mykola nói thêm hầu hết các nhiệm vụ đều quá đơn giản để giải thích chủ yếu là vì Điện Kremlin muốn giữ im lặng về lính biệt kích đặc nhiệm Ukraine đang lang thang khắp vùng nông thôn nga. Trong một diễn biến khác. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, thông báo đã bắt giữ một công dân Ukraine âm mưu đặt bom để ám sát sĩ quan quân đội cấp cao tại thành phố Voronezh. Theo hãng tin RT, trong tuyên bố, FSB cho biết đã ngăn chặn nam công dân Ukraine 28 tuổi liên quan tới hành động khủng bố ở Voronezh, thành phố của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 250 km. Mục tiêu của vụ ám sát được cho là một thành viên cấp cao giấu tên trong lực lượng vũ trang Nga. Cũng theo FSB, nghi phạm đã được Tổng cục Tình báo Ukraine GUR tuyển dụng vào tháng 9 năm 2022 tại vùng Kharkov của Ukraine. Người này đã trải qua khóa huấn luyện gián điệp và phá hoại. Sau đó, đối tượng được gửi đến Nga để tiến hành vụ tấn công khủng bố bằng cách sử dụng thiết bị nổ. Lực lượng đặc nhiệm Nga đã thu giữ một quả bom tự chế chứa các mảnh đạn, một số ngòi nổ và hộ chiếu Nga giả mạo để đối tượng có thể trốn khỏi Nga sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố. FSB đã cho công bố đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm đi xe đạp trong đêm tuyết rơi và mang theo chiếc ba lô giữ nhiệt lớn vốn được các nhân viên giao hàng sử dụng để đựng đồ ăn. Sau khi đến gần một chiếc ghế dài, đối tượng bị bốn đặc vụ Nga nhanh chóng tiếp cận, chấn áp và đưa lên một chiếc ô tô. Đoạn video còn có lời thú nhận của nghi phạm. Đối tượng khai vụ ám sát nhằm mục đích trả thù và muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho các thành viên trong quân đội và dân thường Nga. Nghi phạm thừa nhận đã bị bắt khi đang trên đường đến địa điểm định đặt bom. Nghị sĩ Yehor Chernyev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Ukraine, cho biết bên lề diễn đàn an ninh quốc tế Halifax vào tháng trước. Chúng tôi hiểu rằng Nga sẽ sử dụng tên lửa chống lại chúng tôi trong mùa đông này, nhưng họ chỉ chờ thời tiết lạnh giá để nhắm vào các cơ sở khí đốt và điện của chúng tôi. Ông Chernyev nói, một trong những điểm quan trọng của chúng tôi khi đến Washington để họp là chúng tôi không muốn có cá mà cần công cụ để bắt cá. Khác với các cuộc họp trước, các nhà lãnh đạo Ukraine đã chuyển từ việc công khai yêu cầu tài trợ các hệ thống vũ khí lớn sang sử dụng năng lực của mình để đảm bảo với các đồng minh phương Tây rằng họ sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài với hy vọng sẽ được tách biệt khỏi chính trị phương Tây và gắn kết chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Bên cạnh đó, theo Pravda, cuộc tấn công tên lửa hiệu quả của Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự của Kiev đã buộc tổng thống Volodymyr Zelensky phải sơ tán đến West Baden. Lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận Nga đã tấn công tên lửa Kinza vào các mục tiêu ở Kiev. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phóng tên lửa Kinza vào các mục tiêu ở Kiev và sân bay Staroconstantinop, vùng Khmelnytsky. kênh Telegram của Ukraine đã đăng tải đoạn video về một trong những vụ nổ. Như không quân Ukraine đã đưa tin trên Telegram, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng 3 tên lửa phóng từ trên không KH-47M2 Kinza từ 3 máy bay MiG-31K phóng chúng từ không phận vùng Tula ở miền trung nước Nga. MiG-31K cất cánh lúc 14 giờ 09 trong khi vụ nổ ở Staro Konstantinov được báo cáo lúc gần 14 giờ 20 Lần này, lực lượng vũ trang Ukraine không thể phủ nhận các cuộc tấn công và nói rằng một trong những tên lửa của Nga được cho là đã bị bắn hạ. Chủ tịch lực lượng vũ trang Ukraine, ông Yuri Inat, bất ngờ từ chối công bố thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra. Điều này cho thấy lực lượng nga đã tấn công các mục tiêu có giá trị. tên lửa Kinza siêu thanh được thiết kế để tiêu diệt các sở chỉ huy được bảo vệ tốt và các cơ sở dưới lòng đất. các chuyên gia nga chỉ ra rằng hệ thống phòng không Patriot có khả năng phát hiện mục tiêu bay với tốc độ lên tới 9.000 km/h. hệ thống của mỹ có thể đánh chặn chúng khi tên lửa giảm tốc độ xuống 5.760 km. tên lửa Kinza bay với tốc độ 14.000 km/h tiếp cận mục tiêu với tốc độ 10.000 km một giờ ở góc mà radar Patriot không bắt được. Ivan phó chỉ huy tiểu đoàn bão số 25 của Ukraine, nói với The Guardian hôm 15 tháng 12 rằng những người lính Nga gần Adipka dành hàng giờ nằm cạnh thi thể của hàng chục đồng đội đã thiệt mạng. Theo Ivan quân đội Nga đã tiến hành các hành động tấn công lớn trên mặt trận Adipka và Marinka, có hàng chục thi thể, họ cố gắng tiến lên và bị chúng tôi loại bỏ nhưng họ càng gửi thêm nhiều quân đến hơn bị ném vào cuộc xung đột kẻ thù đang sử dụng những phương pháp sáng tạo để tồn tại một số bò trên mặt đất băng giá số khác đào hố như chuột và một số giả vờ chết nằm hàng giờ bên cạnh thi thể của những đồng nghiệp đã hy sinh những người khác đào chiến hào smaga cho biết thêm máy bay không người lái và pháo binh ukraine đã phát hiện ra những diễn biến này và nhằm mục tiêu bắn hạ khi họ đứng dậy để di chuyển theo Smaga, những người bảo vệ Ukraine đang cố gắng cầm cự và nói thêm rằng mặc dù Nga bị tổn thất nhưng nguồn lực của họ vẫn mạnh hơn. Những gì đang xảy ra ở Adipka có giá trị biểu tượng rất lớn. Đối với Điện Kremlin, việc giành được nó sẽ thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Putin trước cuộc bầu cử vào tháng 3 khi ông ra tranh cử Tổng thống lần thứ năm. Các cuộc tấn công gần đây của Nga trên khắp mặt trận phía đông, bao gồm cả xung quanh thị trấn Bakhmut, dường như được thúc đẩy bởi chính trị và cách kể chuyện cũng như logic quân sự với thông điệp rõ ràng nga đang thắng và ukraine đang thua đối với kiev adipka sụp đổ sẽ làm tăng thêm cảm giác u ám sau cuộc phản công thất bại hồi đầu năm nay tuần này tổng thống volodymyr zelensky đã đến washington để xin thêm hỗ trợ an ninh trước sự phản đối của các đảng viên cộng hòa tại hạ viện và thượng viện Trước đó, trong ngày 17 tháng 12, hãng thông tấn AP cho hay lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp các thước phim ghi hình từ trên không cho thấy dấu hiệu tổn thất đáng kinh ngạc của quân đội Nga ở Adipka. Theo AP, hai đoạn clip riêng biệt với cảnh tượng tận thế do đơn vị máy bay không người lái UAV BUR trực thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 110 của Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ gần Stepove ghi lại trong tháng này. Hình ảnh trong các clip cho thấy thi thể của khoảng 150 binh sĩ, hầu hết mặc quân phục Nga, nằm rải rác dọc theo các hàng cây nơi họ tìm chỗ ẩn náu. Đơn vị BUR cho biết có thể một số thi thể là binh sĩ Ukraine. Bên cạnh đó, trong đoạn clip làng Stepove hiện ra với cảnh tượng đổ nát, những cánh đồng đầy rẫy đạn pháo và lựu đạn được thả từ máy bay không người lái. BUR thông tin rằng đoạn phim được quay vào ngày 6 tháng 12 phía trên hai dạng cây riêng biệt nằm giữa Stepove và các đường dây xe lửa gần đó. Kênh truyền hình TV24 của Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ sớm phát động một làn sóng tấn công mới với quy mô lớn vào Adipka, hướng tới mục tiêu đạt được những bước tiến tầm cỡ trước thềm năm mới. Thưa quý vị, trong 2 tháng, thủy quân lục chiến Ukraine đã trở thành mũi nhọn dẫn đầu cuộc tấn công vào sông Dnieper ở phía nam Kherson nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Chiến dịch này là nỗ lực gần đây nhất của Ukraine trong cuộc phản công nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Moscow ở phía nam và đảo chiều xung đột. Với việc cuộc phản công của Ukraine không tiến triển như kỳ vọng, và Mỹ hay thậm chí là Liên minh châu Âu đang cho thấy những dấu hiệu sẽ cắt giảm viện trợ Cuộc tấn công vượt sông được theo dõi sát sao để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể lấy lại đà tiến công trước các lực lượng của Nga. Kiev hy vọng có thể tạo ra bước đột phá đủ sâu để đe dọa các tuyến hậu cần của Nga và quyền kiểm soát của lực lượng này ở phía Nam. Kể từ khi xung đột đổ ra, các quân chức Ukraine thường tìm cách duy trì các báo cáo tích cực trong nỗ lực thúc đẩy tinh thần chiến đấu trong nước và sự hỗ trợ nước ngoài. Các con số thương vong không được công bố cũng như chi tiết về những thất bại mà quân đội Ukraine phải gánh chịu. Trong trường hợp ở sông Dnieper, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức gần đây tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến đã giành được chỗ đứng ở bờ đông. Bộ Ngoại giao nước này cũng đã đăng một thông báo vào tháng trước khẳng định họ đã thiết lập được một số thành trì. Tuy nhiên, lực lượng thủy quân lục chiến và các binh lính Ukraine cho rằng những nhận định trên đã phóng đại tình hình. Oleksiy một binh lính giàu kinh nghiệm chiến đấu ở Green Key cho biết, đây thậm chí không phải là một cuộc giao tranh để sinh tồn, mà là một nhiệm vụ cảm tử. Oleksiy cũng nói rằng, việc thiếu sự chuẩn bị và tình trạng hậu cần kém đã gây tổn thất về lực lượng. Hiện Nga được cho là đã ném bom dữ dội vào một số điểm vượt sông dọc theo khu vực dài hơn 64 km. Trên thực tế, các lực lượng của Moscow cũng đang chịu tổn thất nhất định. Pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào quân đội và thiết giáp Nga ở tất cả các khu vực chính dọc theo bờ đông sông Dnieper. Thành phố Kherson nằm dưới các cuộc tấn công liên tục của Nga, nhưng cũng vang dội tiếng pháo của Ukraine. Giphen Karas, phó chỉ huy trung đoàn 14 của Ukraine nhận định, nhìn chung, chúng tôi đang trong một cuộc đi săn. Karas cho hay, ưu tiên chính là nhắm vào phó binh Nga và bảo vệ các hoạt động của chúng tôi. Sau hai tháng hoạt động, binh lính này nói rằng các đơn vị của Nga trong khu vực và pháo tầm xa của đối phương đã bị ngăn chặn. Quân đội Nga thường ẩn nấp vào ban ngày và chỉ di chuyển vào ban đêm. Karas cho biết, mặc dù lực lượng thủy quân lục chiến đang chịu tổn thất, nhưng các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến các chỉ huy của Nga lo lắng. Moscow đã phải điều động một đơn vị không quân từ mặt trận Zaporizhia về để tăng cường phòng thủ. Karas nói, họ rất lo sợ rằng Ukraine trong tháng này hoặc vào mùa xuân hoặc mùa hè sẽ tăng cường chiến dịch giành lại lãnh thổ ở bờ đông sông Dnieper. Thậm chí các thành quả nhỏ về lãnh thổ cũng sẽ giúp Ukraine có khả năng tấn công các tuyến hậu cần của Nga tới Crimea. Tuy nhiên hiện nay, chiến dịch vượt sông không tập trung vào việc đạt được đột phá, mà là làm tiêu hao các lực lượng của Nga nhiều nhất có thể. Các máy bay không người lái đang chứng minh vai trò quan trọng trong giao tranh, cung cấp khả năng trinh sát và dẫn đường cho pháo binh đồng thời tăng cường nhắm vào quân đội và trang thiết bị của đối phương khi được trang bị chất nổ. Timmy, chỉ huy một đơn vị nói, một UAV cảm tử rẻ hơn và chính xác hơn cả những loại đạn pháo đắt tiền vốn đang ngày càng hạn chế nguồn cung. Binh lính thuộc lực lượng thủy quân lục chiến của Ukraine tên Maxim cho biết, các cuộc không kích của Nga và hỏa lực của xe tăng, pháo binh và súng cối dữ dội đến mức trung đội của Anh không thể tiến công từ các hầm trú ẩn. Sau khi ba binh lính tử trận, trung đội này được lệnh sơ tán. Đây là một cuộc rút quân hỗn loạn và thảm khốc. Những người lính bị đạn pháo tấn công khi tiến đến bờ sông trong bóng tối. Chỉ đến nơi mới được thông báo rằng họ sẽ phải chờ 3 tiếng để thuyền đến đón. Binh lính này chia sẻ, "Tảng ngạn của dòng sông giống như địa ngục. Bạn chưa chết nhưng không cảm thấy còn sống." Maxim cho biết trong số 10 người trong trung đội của anh, một nửa đã chết hoặc mất tích, không một ai sống sót mà không bị thương. Ngày 17 tháng 12, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU, đã đăng tải một thông báo trên kênh Telegram cho biết phía Nga đang gia tăng áp lực lên những người Ukraine làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, buộc họ lễ hội chiếu Nga và ký hợp đồng với tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết thêm, các kỹ sư điện Nga làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ngày càng bất bình vì họ không được luôn chuyển công tác đúng hạn. Thay vì làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia 2 tháng như được hứa, họ phải ở đây từ 6 tháng trở lên vì phía Nga khó tìm được chuyên gia sẵn sàng và có trình độ để thay thế họ. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận trước thông tin mà cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đưa ra. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, có tổng cộng 6 lò phản ứng, sản xuất tới 42 tỷ kWh điện, đóng góp khoảng 40% tổng sản lượng điện hạt nhân và 1 phần 5 tổng sản lượng điện hàng năm của Ukraine. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột Ukraine vào năm 2022. Ngày 5 tháng 9 năm 2022, lò phản ứng số 6, đồng thời là lò phản ứng hoạt động cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã không còn kết nối với lưới điện sau khi cơ sở này bị ngắt khỏi đường dây điện cuối cùng còn lại Cả Ukraine và Nga đều nhiều lần cáo buộc nhau có những hành động gây căng thẳng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, dẫn tới việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA phải thanh sát cơ sở này hồi tháng 8 năm 2023. Và điều may mắn là các chuyên gia của IAEA không tìm thấy mìn hoặc chất nổ tại đây. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, người đứng đầu Rosatom cho biết nhà máy điện Zaporizhia có thể hoạt động trở lại vào năm 2024. Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom đang tìm cách kích hoạt lại nhà máy địa hạt nhân Zaporizhia ZNPP trong năm tới, theo người đứng đầu tập đoàn. Sáu lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng do lo ngại về các cuộc tấn công và việc đập các khúc ca bị phá hủy. Tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev cho biết, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn đảm bảo hoạt động an toàn. Tôi nghĩ là sang năm, khi tình hình thay đổi, Chúng tôi sẽ tìm các phương án và cơ hội để làm cho cơ sở này hoạt động trở lại. Likhachev nói với Russia24 rằng sau khi khởi động lại, nhà máy sẽ được vận hành an toàn, đồng thời cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào cả nhân viên ZNPP cũng như quân đội và vệ binh quốc gia Nga trong việc đảm bảo an ninh cho cơ sở. ZNPP là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu, nằm ở Energoda, hữu ngạn sông Dnieper. Quân đội Nga kiểm soát nhà máy từ tháng 3 năm 2022 trên danh nghĩa, nhà máy vẫn là tài sản của cơ quan công ích nhà nước Energoatom của Ukraine. Đến tháng 9, Nga tuyên bố xâm nhập 4 vùng Ukraine, bao gồm vùng Zaporizhia. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cử quan sát viên tới ZNPP vào tháng 9 năm 2022 và nhân viên IAEA được cử ở lại cơ sở này kể từ đó. Kiev và Moscow cáo buộc lẫn nhau về việc gây nguy hiểm cho nhà máy trong mùa hè sau khi Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn dọc theo mặt trận Zaporizhia cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc đập ca khúc ca bị phá hủy, làm cạn kiệt hồ chứa DNIEP, nguồn nước được ZNPP dùng cho hệ thống làm mát. Rosatom cuối cùng quyết định tắt nguồn các lò phản ứng ZNPP. Dù 6 tòa nhà lò phản ứng đủ vững chắc để chịu được hỏa lực của pháo binh, cơ sở lưu trữ chất thải nhiên liệu gần đó lại không được bảo vệ tốt và nếu bị hư hại sẽ giải phóng bức xạ ra khu vực xung quanh. Trước các cuộc tấn công của Kiev, Nga đang xây dựng căn cứ mới cho hạm đội Biển Đen tại thành phố Otamchire thuộc Cộng hòa Abkhazia, ly khai khỏi Georgia, 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 tránh khỏi tầm tấn công của drone Ukraine, cách khoảng 800 km so với tiền tuyến. Theo đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều công trình mới đã được xây dựng tại cảng Otamchire. Dấu vết nạo vét cũng xuất hiện từ hồi tháng 10, thời điểm lãnh đạo thành phố Ochamchire thông báo nơi trước đây là cảng than này đã được cho Hải quân Nga thuê. Thỏa thuận này diễn ra vài tuần sau khi Ukraine tấn công căn cứ chính của hạm đội Biển Đen Nga tại thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea mà Nga sát nhập từ Ukraine vào năm 2014. Phần lớn hạm đội Biển Đen hiện đang đóng quân tại thành phố Novorossiysk, cách Sevastopol hơn 300 km về phía đông. Nhiều chuyên gia cho rằng Nga có thể sớm di rời hạm đội xa hơn nữa về phía đông đến Ochamchire để tránh các cuộc tấn công của Ukraine. Giáo sư Rick Fon của Đại học Saint Andrew Anh nhận định, Nga cho thấy dấu hiệu họ sẽ tiếp tục ở lại Biển Đen. Báo Telegraph dẫn lời ông Fon, khu vực Novorossiysk có vẻ nguy hiểm vì cách không xa Crimea hay cầu cớt, nơi Ukraine đã nhiều lần nhắm đến. Ông Fon nói thêm, ngược lại, các hạ tầng ở Ochanchire sẽ giúp các khí tài của Nga tránh khỏi Ukraine. Quan trọng hơn là Ukraine sẽ không muốn nhắm đến vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Georgia. Trước đó, trong một bài đăng trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái của Ukraine trên bán đảo Crimea. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga không cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine có gây ra thiệt hại gì về người hoặc tài sản hay không. Theo hãng tin AFP của Pháp, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hầu như xảy ra hàng ngày ở các khu vực biên giới của Nga, mặc dù các cuộc tấn công hàng loạt ít phổ biến hơn. Thủ đô Moscow của Nga và vùng ngoại ô cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Về phía Nga, nước này bắn phá các thị trấn của Ukraine gần như hàng ngày. Trong tuần, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái vào miền nam Ukraine và bắn tên lửa đạn đạo vào Kiev liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng một cách không kiểm soát về phía đông và 8 năm xung đột ở vùng Donbass, miền đông Ukraine là nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine. Ông Putin chỉ rõ NATO muốn tiến gần hơn đến biên giới nước Nga, lôi kéo Ukraine vào liên minh và buộc chúng tôi phải hành động. Tổng thống Putin khẳng định Mục tiêu của nga trong kế hoạch quân sự ở ukraine vẫn không thay đổi. Hòa bình sẽ đến ở ukraine khi nga đạt được mục tiêu của mình. Theo ông putin, các lực lượng nga đang củng cố vị trí trên hầu hết các mặt trận trong cuộc chiến ở ukraine. Cơ quan an ninh ukraine vừa cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi một thiết bị kỹ thuật được tìm thấy trong văn phòng có thể được tổng tư lệnh valery zalutny sử dụng trong tương lai. Trong bài viết đăng trên Telegram, cơ quan này cho biết cuộc điều tra đã được mở dựa trên điều khoản của Bộ Luật Hình sự Ukraine về mua bán hoặc sử dụng trái pháp luật các phương tiện kỹ thuật đặc biệt để thu thập thông tin. Thông báo cũng cho biết, thiết bị mà báo chí địa phương gọi là bọ được tìm thấy trong trạng thái không hoạt động và không tìm thấy phương tiện lưu trữ thông tin hoặc truyền dữ liệu từ xa nào thông báo nêu rõ, chúng tôi nhấn mạnh rằng thiết bị này được tìm thấy không phải ngay tại văn phòng của ông Valery Zalutny, mà tại một trong những cơ sở có thể được ông ấy sử dụng để làm việc trong tương lai. Cơ quan này cho biết thêm, cơ quan an ninh Ukraine đang thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để điều tra hành vi phạm tội này. Ông Valery Zalutnyi có thể là một trong những mục tiêu trong cuộc cải tổ hàng ngũ lãnh đạo quân sự Ukraine vì mối quan hệ lạnh nhạt với tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi thể hiện quan điểm khác biệt về chiến dịch phản công kéo dài 21 tháng. Trong một bài viết đăng trên báo The Economist tháng trước, ông Zalutnyi viết rằng cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn tiêu hao có lợi cho Nga và giúp nước này tích lũy sức mạnh quân sự của mình. Truyền thông Ukraine và nước ngoài gần đây đưa tin về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Zaludny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 11, tướng Zaludny cho rằng năng lực tác chiến của quân đội Ukraine đã đạt cực hạn và không thể có thêm bất kỳ bước đột phá nào đáng kể hay ngoại mục ở tiền tuyến. Đây là tuyên bố trực diện nhất của chỉ huy hàng đầu quân đội Ukraine về chiến dịch phản công quy mô lớn được ký ép phát động từ đầu tháng 6 tuyên bố từ tướng Zaluzny đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ giới lãnh đạo chính trị Ukraine. Tổng thống Zelensky sau đó nhấn mạnh cuộc phản công chưa bế tắc và kêu gọi đồng lòng giải quyết khó khăn, hành động ngay thay vì suy diễn về tương lai. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny là vị tướng đứng sau phần lớn các hành động quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nhưng đóng góp của ông thì lâu dài hơn thế với công cuộc cải tổ quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Valery Zalutny là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 7 năm 2021. Từ một người từng muốn trở thành diễn viên hài, ông Zalutny đã trở thành vị chỉ huy quân đội âm thầm hiện đại hóa quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã bắn hạ hai máy bay MiG-29, một máy bay Su-25 và 91 máy bay không người lái UAV của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã bắn hạ hai máy bay MiG-29, một máy bay Su-25 và 91 máy bay không người lái UAV của quân đội Ukraine trong kế hoạch quân sự. Các máy bay MiG-29 và Su-25 của không quân Ukraine bị bắn hạ ở Elizavetovka, ở Druskovka và Dobropolye thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Ngoài ra, hai tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và một quả bom dẫn đường Dreadam cũng bị phòng không Nga đánh chặn. Quân đội Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 33 máy bay không người lái trong đêm 16, dạng sáng ngày 17 tháng 12. Các UAV bị bắn hạ trên các tỉnh Lipetsk, Rostov và Volgograd của Nga. Truyền thông Nga tiết lộ các UAV đã cố gắng tấn công một sân bay quân sự ở thị trấn Morozovsk thuộc Rostov. Đây là nơi tập trung các máy bay hoạt động ở tiền tuyến như Su-24, Su-24M và Su-34 và là địa điểm đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom số 559 của Nga. Trong một diễn biến khác trước đó, Ukraine cũng tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ UAV dòng Shahed được Nga dùng để tập kích nhiều mục tiêu trong đêm. Lực lượng không quân Ukraine hôm nay ra tuyên bố, dạng sáng 15 tháng 12, đối phương mở cuộc tập kích bằng 14 máy bay không người lái UAV dòng Shahed từ tỉnh Krasnodar, miền Tây nước Nga. Lực lượng này cho hay toàn bộ UAV Nga đều bị bắn hạ ở các tỉnh Mykolaiv, Kherson, Khmelnytsky và Poltava. Quân đội Ukraine không tiết lộ đã sử dụng vũ khí gì để đối phó với mẫu UAV này. Đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine tin rằng Nga đang tích trữ lượng lớn tên lửa UAV để tiến hành tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng nước này buộc người Ukraine phải sống trong tối tăm và lạnh lẽo vào mùa đông, tương tự những gì diễn ra hồi năm ngoái. Trong suốt mùa đông 2022, những cuộc tấn công bằng UAV dòng Shahed của Nga đã khiến hàng triệu người Ukraine chịu cảnh mất điện trong thời gian dài giữa lúc rét đậm. Ukraine từ đó tăng cường hệ thống phòng không bằng vũ khí từ các đồng minh châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, Kiev nói rằng họ cần thêm nhiều vũ khí hơn nữa để bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương quân đội Nga sử dụng xung điện tử để mô phỏng các vụ phóng tên lửa và đánh lừa hệ thống phòng không. Ông Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh NTA. Ông Inat nói, kẻ địch sử dụng cả tên lửa thật và mục tiêu giả. Đó là công việc của thiết bị tác chiến điện tử tạo ra những chướng ngại vật như vậy, tức là các xung điện tử mà hệ thống radar của chúng tôi coi là mục tiêu, tương tự như Kinza về các thông số chuyến bay, về tốc độ các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp đất nước. Kể từ đó, cảnh báo không kích được công bố hàng ngày tại các khu vực của Ukraine. Trước đó, Ukraine thừa nhận Nga đã thực hiện một cuộc tập kích phức tạp khi Moscow nhiều lần trong ngày đã triển khai MiG-31K mang theo Kinza nhưng không khai hỏa. Ngoài ra, Ukraine nói Nga cũng thực hiện các vụ phóng tên lửa giả gây rối loạn cho phòng không Ukraine. Tuy nhiên, ông Inat cho biết Nga cũng phóng ra tên lửa Kinza thật hôm 14 tháng 12 và Ukraine đã đánh chặn được quả tên lửa này. Ông cũng từ chối cung cấp thông tin về hậu quả của vụ tấn công do Nga thực hiện. Ông Inat nói: "Hãy để đối phương tự rút ra kết luận cho chính họ, không nên trao cho họ thông tin về địa điểm họ đã nhắm mục tiêu và nơi họ đã tấn công". Quan chức Ukraine nhấn mạnh tên lửa siêu vượt âm Kinza có tốc độ hơn 7.000 km/h, khiến các đơn vị phòng không chỉ có vài phút để hành động trước khi quả đạn lao tới đích. Ông nói thêm, họ thường xuyên theo dõi phản ứng của lực lượng phòng thủ để tìm phương án đánh lạc hướng. Công nghệ vượt trội giúp đối phương giành lợi thế. Đại tá Inat cho rằng Nga gần đây sử dụng lượng lớn máy bay không người lái, UAV cảm tử kiểu Shahed 136, 131 để tập kích Ukraine và năng lực của chúng ngày càng được cải thiện. Nhưng số tên lửa hành trình được triển khai lại giảm xuống vì Moscow chưa sẵn sàng tiêu hao lượng lớn vũ khí đắt tiền. Lực lượng vũ trang Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vật âm Kinza của Nga trong các đòn tập kích. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 5 nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số tên lửa Kinza được sử dụng. Ông nói, đối phương thường xuyên nhầm lẫn về chủng loại tên lửa Nga triển khai. Đó là lý do họ không chặn được mục tiêu. Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc lực lượng đổ bộ đường không của Moscow dùng xe chiến đấu bộ binh BMD-4M, còn gọi là thiết giáp nhảy dù, nã hỏa lực loại bỏ một đơn vị của đối phương ở gần thành phố Soledad, phía bắc khu vực tiền tuyến Bắc Mút. Từ đó, giáng một đòn mạnh nữa vào các lực lượng vũ trang Kiev ở vùng lân cận Bắc Mút, miền đông Ukraine. Nhà chức trách Nga quả quyết, phía Ukraine đã mất tới một trung đội trong cuộc đụng độ này tuy nhiên phía Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trước đó vào tháng 8, một video được công bố cho thấy các lực lượng lính dù nước này cũng đã sử dụng thiết giáp nhảy dù BMD-4M tấn công và bắn hạ một nhóm binh sĩ Ukraine gần thành phố Bakhmut sau khi phát hiện một nhóm binh sĩ Ukraine ẩn nấp gần đó. Các binh sĩ Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh này, phải bỏ lại vũ khí và thiết bị để rút lui. Video ngắn do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã cho thấy cận cảnh hoạt động của lực lượng lính dù Nga. BMD4 là xe chiến đấu bộ binh được Nga chế tạo, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, có khả năng di chuyển trong các điều kiện khí hậu khác nhau. Các chuyên gia quân sự Nga gọi phương tiện này là công nghệ của tương lai. BMD4M có trọng lượng khá nhẹ, 13,5 tấn, cho phép máy bay vận tải hạng trung có thể chở và thả dù xuống mặt đất. Ngoài ra, nó cũng có khả năng lội nước. Hỏa lực chính của BMD-4M là pháo nòng xoắn 2A70-100mm, có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu với đạn thông thường ở cự ly 7km. Đồng trục với pháo chính là pháo tự động 2A72-30mm với cơ số đạn 500 viên. Theo Reuters, trong bài phát biểu qua liên kết video hàng đêm, ông Zelensky nói rằng Ukraine và Ủy ban châu Âu EC sẽ sớm đánh giá tiến bộ của Kiev trong việc điều chỉnh luật của nước này với luật của EU, cũng như khuôn khổ cho các cuộc đàm phán để ký ép gia nhập EU dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm tới. Ông Zelensky nhắc lại việc các nhà lãnh đạo EU đã quyết định tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với Ukraine. Ông Zelensky thông báo, trong những ngày tới, cùng với EC, chúng tôi sẽ chính thức khởi động quy trình đánh giá luật của Ukraine, tuân thủ luật của EU, quy trình sàng lọc chúng tôi cũng đang chuẩn bị khuôn khổ đàm phán cho Ukraine hy vọng diễn ra vào mùa xuân năm tới. Brussels đề nghị tư cách ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine 4 tháng sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, khiến chính quyền ép gấp rút cải cách các lĩnh vực ưu tiên được EC xác định. Hồi tháng trước, EC cho biết Ukraine đã thực hiện 4 trên 7 khuyến nghị của cơ quan này, bao gồm về chống tham nhũng, cải tổ tư pháp quy mô lớn và điều chỉnh luật truyền thông phù hợp với các tiêu chuẩn của EU. EC tuyên bố họ sẽ đánh giá lại tiến bộ của Ukraine vào tháng 3 năm 2024, một phần của con đường dài và phức tạp giúp Kiev trở thành thành viên của EU. Đại sứ EU tại Ukraine, Katarina Matenova mô tả tiến trình này có thể gây mệt mỏi. Trước đó, Ukraine vấp phải nhiều phản đối nhất đến từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow. Trong thời khắc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU có quyết định lịch sử khi nhất trí mở các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine, ông Orbán đã đồng ý rời khỏi phòng họp trong khi các nhà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác thuộc Liên minh bỏ phiếu phê chuẩn quyết định. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố đây là một chiến thắng cho Ukraine, chiến thắng cho toàn châu Âu một chiến thắng thúc đẩy, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh. Giới quan sát cho biết, mặc dù phải mất nhiều năm nữa Ukraine mới đạt được tư cách thành viên EU, nhưng quyết định tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Brussels ngày 14 tháng 12 sẽ đưa quốc gia Đông Âu này tiến một bước gần hơn tới mục tiêu chiến lược dài hạn là hướng theo phương Tây và tự rút khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Nga. Động thái diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine sau khi chiến dịch phản công quân đội Nga của nước này từ tháng 6 đã không đạt kết quả đáng kể và Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến nay vẫn chưa thể khiến Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Cũng trong cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán kết nạp Moldova và trao cho Georgia tư cách ứng viên gia nhập khối. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tên lửa Nga đã nạp một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yas mới vào hầm chứa tại căn cứ Koyansk thuộc vùng Kaluga, phía tây nam thủ đô Moscow. Tên lửa RS-24 Yas dài 23 m được thiết kế để mang nhiều phương tiện tái nhập khí quyển nhắm mục tiêu độc lập MIRV, cho phép tên lửa bắn nhiều đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn clip ghi lại cảnh tên lửa khổng lồ được vận chuyển đến hầm chứa và nạp vào trục kèm theo tiếng nhạc rốc dồn dập. RS24 Yars là dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa được Nga phát triển trong những năm đầu thế kỷ 21. Tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn hơn 12.000 km với tốc độ tối đa là Mach 30, gấp 30 lần tốc độ âm thanh. ICBM Yars có khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương nhờ khả năng cơ động tiên tiến và khả năng phóng nhiều đầu đạn cùng lúc phiên bản di động của tổ hợp vũ khí này rất khó bị phát hiện và chỉ mất 7 phút để triển khai phóng tên lửa. Tổng thống Vladimir Putin đã đặt mục tiêu chế tạo hệ thống tên lửa JAS thay thế hệ thống Topol và trở thành một phần trong các loại vũ khí bất khả chiến bại, đóng vai trò là vũ khí trụ cột trên mặt đất trong kho vũ khí hạt nhân của Nga. Thượng tướng Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết, năm nay, lực lượng tên lửa sẽ hoàn tất việc tái trang bị tổ hợp tên lửa JAS bằng cách đưa một trung đoàn tên lửa ICBM Yaz khác vào nhiệm vụ chiến đấu trong đơn vị tên lửa Bologovo. Theo ông, các tổ hợp Yaz mới nhất sẽ thay thế các hệ thống tên lửa Topol đang phục vụ trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Trước đó, cuộc họp của Hội đồng quân sự lực lượng tên lửa chiến lược đã được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Karakayev để xem xét các vấn đề liên quan đến việc tài vũ trang các đội hình tên lửa. Hội đồng này nhấn mạnh, Nhờ hoạt động có hệ thống của Bộ Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược và các binh chủng tên lửa, nhiệm vụ trang bị vũ khí kịp thời cho các trung đoàn tên lửa và chuẩn bị cơ sở hạ tầng liên quan đang được thực hiện nhất quán. Tỷ lệ các hệ thống tên lửa hiện đại trong lực lượng tên lửa chiến lược đang tăng lên hàng năm. Nga được biết đến là quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, theo sau là Mỹ. Hai quốc gia kiểm soát hơn 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Theo liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga có khoảng 5.889 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có khoảng 5.244 đầu đạn. Trong số đó, Nga và Mỹ, mỗi nước có khoảng 1.670 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai. Lực lượng Mỹ và đồng minh ở Trung Đông đã bắn hạ nhiều tên lửa UAV của Houthi phóng từ Yemen kể từ tháng 10. Tuy nhiên, trước việc ngày càng nhiều tàu qua biển đỏ bị tấn công, Mỹ đã đề xuất ý tưởng thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia để hộ tống, đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại di chuyển trên tuyến đường biển này. Đầu tháng này, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết, Mỹ đang tích cực đàm phán với các đồng minh về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải hộ tống tàu thương mại ở Biển Đỏ. Ông Sullivan cho biết, lực lượng này sẽ có sự tham gia của các tàu từ nhiều quốc gia đối tác nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo ông Sullivan, đây là phản ứng tự nhiên trước những hành động nguy hiểm của Houthi. Phản ứng với kế hoạch của Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mohammad Reza Atiani cảnh báo lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia Mỹ dự kiến thiết lập ở Biển Đỏ sẽ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng và tuyên bố không ai có thể tiến hành những động thái nào trong khu vực Biển Đỏ mà Iran đang chiếm ưu thế nhiều hơn. Tuy nhiên, ông không chỉ ra các biện pháp mà Tehran dự định thực hiện để đáp trả đề xuất của Mỹ. Hãng thông tấn ISNA hôm 14 tháng 12 dẫn lời ông Astiani tuyên bố rằng nếu họ thực hiện một động thái phi lý như vậy, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề bất thường. Không ai có thể thực hiện động thái nào trong khu vực chúng tôi đang chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Iran không tiết lộ những biện pháp Tehran chuẩn bị thực hiện nhằm đáp trả việc thành lập lực lượng đặc nhiệm Biển Đỏ do Washington hậu thuẫn. Trước đó, ngày 13 tháng 12, hãng thông tấn nhà nước Saba của Yemen dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên đã bác bỏ thông tin Yemen đồng ý tham gia lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ đề xuất, đồng thời cho biết quyết định này sẽ do các cơ quan thẩm quyền cao nhất trong nước, đặc biệt là hội đồng lãnh đạo của Tổng thống đưa ra. Ông Mick Mulroy, quan chức lầu năm góc thời chính quyền Tổng thống Donald Trump với nhiều kinh nghiệm về các vấn đề Trung Đông cho rằng, Việc dùng lực lượng an ninh hàng hải để bảo vệ các tuyến đường thủy trong khu vực là một ý tưởng hay. Tuy nhiên theo ông, việc tìm đủ tàu để thực hiện đề xuất lực lượng đặc nhiệm sao cho hiệu quả có thể là một thách thức. Ông nói rằng Mỹ có thể làm nhiều cách nhưng có thể cần phải di chuyển tàu từ các khu vực khác tới biển đỏ. Hiện tại, Mỹ vẫn chưa cung cấp chi tiết về đường hướng hình thành lực lượng đặc nhiệm hải quân, tức là chưa nói rõ sẽ lập mới hay mở rộng lực lượng đặc nhiệm hiện có CTF 153 bài bình luận đăng trên chuyên trang quốc phòng Defense News cho rằng Washington không cần thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới mà chỉ cần mở rộng CTF-153 bằng cách thu hút thêm các thành viên và tăng cường năng lực hoạt động. Theo Reuters, nhóm Houthi ở Yemen đã can dự vào cuộc xung đột Israel phong trào Hồi giáo Hamas bằng cách tấn công các tàu thuyền trên những tuyến đường vận chuyển quan trọng cũng như phóng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào lãnh thổ quốc gia Do Thái. Cách trụ sở quyền lực của họ ở thủ đô Sana của Yemen hơn 1.600 km. Trong những tuần gần đây, Hải quân Mỹ và Pháp đã tăng cường hiện diện ở Biển Đỏ để bảo vệ phương tiện vận tải hàng hải trước nguy cơ bị lực lượng hô thi bắt giữ hoặc tập kích. Thưa quý vị, mới đây một ô tô lao vào đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khi ông đang từ văn phòng đi ra và các con đường xung quanh đang bị phong tỏa một ô tô lao vào đoàn xe của tổng thống mỹ joe biden trong khi ông đang từ văn phòng đi ra và các con đường xung quanh đang bị phong tỏa tổng thống mỹ joe biden và phu nhân jim biden không bị thương trong vụ việc các lịch trình của họ cũng không bị ảnh hưởng theo ap một ô tô sedan lao vào đoàn xe của tổng thống joe biden tông phải chiếc suv đang đỗ bảo vệ phía ngoài xe của tổng thống Ông Biden khi đó đang từ văn phòng trụ sở chiến dịch tranh cử đi ra, dừng lại một lúc vì tiếng động, sau đó tiếp tục lên xe riêng, còn phu nhân Jean Biden đã ở trên xe. Chiếc xe đan sau đó cố gắng tiếp tục đi vào một ngã tư bị phong tỏa gần đó trước khi nhân viên mật vụ rút vũ khí bao vây xe và yêu cầu lái xe dơ tay lên. Tổng thống Joe Biden và phu nhân sau đó nhanh chóng được đưa về nhà. Cơ quan mật vụ Mỹ chưa bình luận về vụ việc. Vụ vi phạm an ninh xảy ra vào khoảng 8 giờ tối gần trụ sở chiến dịch Biden-Harris 2024 ở Wilmington. Các phóng viên đi cùng gia đình Biden cho biết, đệ nhất phu nhân trước đó vừa nói, chúc mừng kỳ nghỉ lễ với các phóng viên và Tổng thống đã trả lời một số câu hỏi của họ. Theo New York Post, chiếc xe mang biển số Delaware, không rõ lái xe có hành động cố ý hay có động cơ chính trị hay không. Đây không phải là lần đầu tiên có sự cố liên quan đến đoàn xe của ông Biden. Năm 2020, đoàn xe của ông Biden, khi đó là tổng thống đắc cử, cũng đâm vào một chiếc ô tô khác ở Wilmington, Delaware. Cảnh sát tiểu bang khi đó cho biết một nhân viên và một phụ nữ 77 tuổi bị thương nhẹ. Vào năm 2015, một cảnh sát New York lái mô tô hộ tống đoàn ông Biden, khi đó là phó tổng thống, đến sân bay thì ngã xe và bị thương. Trước đó, hồi tháng 8, theo CNN, các đặc vụ FBI đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ đối với Craig Robertson ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt đối tượng này. Nguồn tin của CNN tiết lộ Robertson đối mặt với một số cáo buộc bao gồm đe dọa chống lại tổng thống, cản trở và đe dọa trả thù các quan chức thực thi pháp luật. Đối tượng này bị bắn hạ vì đã chĩa súng về phía FBI trong quá trình khám nhà. Trước chuyến thăm của ông Biden tới Utah thời điểm đó, Robertson đã đăng tải một bài đăng đe dọa ám sát lên mạng xã hội. Đối tượng này viết, tôi nghe nói ông Biden sắp đến Utah, đang lau chùi kỹ càng khẩu súng bắn tỉa M24 của mình. Người này hồi tháng 9 năm 2022 còn đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi ám sát Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Robertson còn đe dọa công tố viên Avin Brad, người điều tra cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Người đàn ông này từng đăng bài viết tuyên bố sẽ đến New York để sát hại công tố viên Brad. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin được phát sóng hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 12, ông Putin thừa nhận rằng ông là một nhà lãnh đạo ngây thơ ngay từ đầu trong sự nghiệp chính trị của mình, mặc dù ông có nền tảng vững chắc về tình báo Liên Xô. Tổng thống Nga nói rằng ông tin rằng phương Tây hiểu rằng Nga đã trở thành một quốc gia hoàn toàn khác sau khi Liên Xô sụp đổ và rằng không có sự khác biệt về ý thức hệ nào dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng. Theo ông Putin, ngay cả khi chứng kiến những nỗ lực của phương Tây nhằm hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa ly khai ở Nga cách đây hai thập kỷ, ông vẫn cho rằng nguyên nhân là do sức y của tư duy. Ông tin rằng họ vừa mới quen với việc chiến đấu với Liên Xô. Tuy nhiên, trên thực tế, phương Tây đang cố tình hạ bệ Nga Tổng thống nói, sau sự sụp đổ của Liên Xô, họ nghĩ rằng họ chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa và rồi họ cũng sẽ chia rẽ nước Nga. Hồi cuối tháng 11, phát biểu qua cầu truyền hình tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh sự thống nhất và đa dạng của nước Nga. Ông cũng nói về thế giới Nga, về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và những giá trị đích thực của xã hội Nga. Tổng thống Putin nêu rõ, nước Nga đang tiến hành một trận chiến không hề cường điệu về tính cách giải phóng dân tộc nước nga bảo vệ an ninh và hạnh phúc của người dân quân đội nga hiện đang bảo vệ quyền tự do thực sự của người dân mình tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gieo rắc hận thù sắc tộc và tôn giáo chia rẽ xã hội của chúng ta đều là sự phản bội một tội ác chống lại toàn bộ nước nga chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai chia cắt nước nga người nga sẽ phản ứng thích hợp trước sự can thiệp khiêu khích từ bên ngoài nhằm mục đích gây ra xung đột giữa các sắc tộc hoặc liên tôn giáo chỉ có một nước nga thống nhất mạnh mẽ có chủ quyền mới có khả năng đảm bảo tương lai và sự phát triển nguyên bản của cả nhân dân nga và tất cả các dân tộc khác đã và đang sinh sống trên đất nước chúng ta trong nhiều thế kỷ tổng thống putin nêu rõ tổng thống putin cũng khẳng định một trật tự thế giới lâu dài là không thể nếu không có một nước nga hùng mạnh và có chủ quyền hiện đang đi đầu trong việc hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn Nước Nga sẽ bảo vệ chủ quyền của mình để bảo vệ các giá trị cơ bản của thế giới Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngày 17 tháng 12 phát biểu tại đại hội của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền rằng: "Chúng ta phải nhớ, không bao giờ quên và nói với con cháu mình rằng Nga sẽ là một quốc gia có chủ quyền, tự chủ hoặc không tồn tại." Ông nói trong tiếng vỗ tay của các thành viên Đảng nước Nga thống nhất chúng ta sẽ chỉ tự mình đưa ra quyết định mà không cần đến những ý kiến từ bên ngoài. Nga không thể giống như một số quốc gia từ bỏ chủ quyền chỉ vì một ít xúc xích và trở thành vệ tinh cho ai đó. Ông cáo buộc phương Tây muốn gieo rắc rắc rối trong nội bộ nước Nga, song nhấn mạnh nhưng những chiến thuật như vậy không thể phát huy hiệu quả. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm vì lợi ích của Nga. Tổng thống Putin khẳng định thêm rằng đất nước đang phải đối mặt với những nhiệm vụ lịch sử. Trước đó ông Putin nói rằng bối cảnh nền kinh tế quốc tế đang thay đổi một phần vì một số quốc gia, chủ yếu là các quốc gia phương Tây đang tự tay phá hủy hệ thống quan hệ tài chính, thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình đó, ngày càng nhiều quốc gia đã mở rộng hợp tác kinh doanh thực sự. Tổng thống Putin nói, các quốc gia này ưu tiên không phải các sự kiện chính trị tạm thời mà là thúc đẩy các dự án riêng mang lại lợi ích trực tiếp và lâu dài cho người dân nước mình. Theo ông Putin, điều này đã làm xuất hiện một mô hình quốc tế mới, không hình thành dựa trên tiêu biểu phương Tây và không phục vụ cho giới tinh hoa mà phục vụ cho toàn thể nhân loại cũng như thế giới đa cực đang phát triển. Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ước tính rằng cứ bốn quốc gia trên thế giới thì có một quốc gia bị Mỹ hoặc các quốc gia châu Âu trừng phạt ở một mức độ nào đó. Theo ông Lavrov, Điều này có nghĩa là phương Tây đang sử dụng nền kinh tế toàn cầu làm công cụ để ép buộc, tống tiền và trừng phạt. Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga đặc biệt khắc nghiệt liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối của Nga với số tiền khoảng 600 tỷ đô la Mỹ. Đại hội của Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền cũng đã ủng hộ quyết định tái tranh cử Tổng thống của ông Vladimir Putin trong năm 2024 với tư cách ứng viên độc lập. Đề xuất đã được cựu tổng thống và chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev đưa ra biểu quyết. Tại hội nghị, toàn bộ những người tham gia đã ủng hộ việc tái tranh cử của tổng thống Vladimir Putin. Phát biểu tại hội nghị, ông Medvedev khẳng định không có gì cần nghi ngờ về người có khả năng nắm quyền lãnh đạo nước Nga trong thời kỳ hỗn loạn này, nhấn mạnh ông Putin vẫn đang nhận được sự ủng hộ áp đảo của công chúng cho cuộc đua tổng thống Nga vào năm 2024. Theo đó, ông Medvedev cho biết đảng nước Nga thống nhất sẽ cố gắng hết sức để giúp Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin giành được chiến thắng vang dội một lần nữa. Thông báo của đảng nước Nga thống nhất được đưa ra sau khi một nhóm hành động bao gồm một số nhà lãnh đạo cấp cao, quan chức, diễn viên và vận động viên cũng nhất trí bỏ phiếu đề cử ông Putin trở thành ứng viên Tổng thống năm 2024 hôm 16 tháng 12. Trước đó, ông Putin đã công bố kế hoạch tái tranh cử vào đầu tháng 12 tại một buổi lễ trao huân chương anh hùng nước Nga cho các quân nhân tham gia kế hoạch quân sự tại Ukraine. Trong sự nghiệp chính trị hơn 20 năm, ông chủ điện Kremlin đã bốn lần tranh cử Tổng thống, hầu hết với tư cách ứng viên độc lập. Ngoại lệ duy nhất là vào năm 2012, khi ông được Đảng nước Nga thống nhất đề cử. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024 người chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng 5. Ngoài Tổng thống Putin, một số đảng ở Nga, bao gồm Đảng Cộng sản, Đảng Dân Chủ Tự Do, LDPR và Nhân dân mới cho biết cũng sẽ đề cử ứng viên tham gia cuộc bầu cử này. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Reuters dẫn tuyên bố ngày 17 tháng 12 của quân đội Syria cho hay, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số tên lửa nhằm vào vùng ngoại ô quanh thủ đô Damascus. Hai binh sĩ Syria bị thương trong sự cố quân đội Syria không cung cấp thêm thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin tình báo khu vực, các cuộc tấn công nhằm vào một tiền đồn của nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran ở khu dân cư Seyeda Jainab, phía nam Damascus, nơi có thánh đường lớn nhất của người Hồi giáo Shiite ở Syria. Trước đó, hãng thông tấn Sana cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel đã nhằm vào các địa điểm quân sự lân cận ở thủ đô Damascus. Theo các nhân chứng, nhiều tiếng nổ lớn vang dội khắp Damascus trong đêm quân đội Syria cho rằng cuộc tấn công của Israel được thực hiện từ hướng cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng. Trong khi đó, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR, các tên lửa của Israel đã nhầm vào các địa điểm tại các khu vực Seeda Jainab và sân bay quốc tế Damas ở ngoại ô của Damas. SOHR cho biết thêm rằng các vị trí của lực lượng phòng không Syria cũng bị tấn công, nhưng đến nay chưa có thông tin liên quan đến thiệt hại về người. Kể từ đầu năm 2023, SOHR ghi nhận 62 vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ của Syria. Vào tháng trước, quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã ném bom nhằm vào các địa điểm được coi là cơ sở hạ tầng khủng bố ở Syria để đáp trả một vụ phóng tên lửa nhắm vào khu vực cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng. Theo truyền thông Israel, hai quả tên lửa được phóng từ Syria đã rơi xuống vùng đất trống ở cao nguyên Golan và không gây thương tích hay thiệt hại. Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria sau khi một máy bay không người lái có nguồn gốc từ Syria đã rơi xuống một trường học ở thành phố Elat nằm ở phía nam Israel. Trong khi đó mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công một địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban và một đội tên lửa chống tăng đang chuẩn bị thực hiện một vụ tập kích gần vùng biên giới phía bắc Jiron. IDF giải thích động thái nhằm đáp trả các vụ bắn phá bằng tên lửa và rocket trước đó của Hezbollah từ Liban vào miền Bắc Israel. Kênh truyền hình Almana ủng hộ Hezbollah xác nhận các tay súng của nhóm này đã nhắm tấn công các binh sĩ Do Thái ở xa xa và vùng biên giới Bikarisa dẫn đến thương vong về người. Phía Tel Vip chưa lên tiếng xác thực thông tin này. Giáo hoàng Francis vừa qua đã cáo buộc Israel tại khu phức hợp nhà thờ ở dài Gaza đã sát hại hai người phụ nữ, gồm Nahida Khali Anton và con gái của người này. Bên cạnh đó, bảy người khác cũng bị tấn công và bị thương khi tìm cách bảo vệ những người bị hại. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh, tiếp tục nhận được những tin tức đáng buồn và đau đớn từ giải Gaza. Trong đó, những dân thường tiếp tục bị đánh bom và xả súng. Thậm chí việc này đang diễn ra ngay bên trong khu phức hợp nhà thờ, nơi chỉ có những gia đình, trẻ em, người ốm hoặc khuyết tật và các nữ tù. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel cho biết đang theo dõi sát tình hình liên quan vụ việc và chưa đưa ra bình luận liên quan phát ngôn của giáo hoàng. Đây là lần thứ hai, trong vòng chưa đầy một tháng, giáo hoàng Francis lên tiếng về những gì đang xảy ra tại giải Gaza. Trước đó, sau khi gặp mặt với những gia đình có người thân bị nhóm vũ trang Hamas bắt giữ, cũng như với những người Palestine có người thân ở giải Gaza, Giáo Hoàng cũng đã lên án hành động của Israel nhằm vào dân thường ở giải Gaza. Trước đó, Đức Giáo Hoàng Francis cũng nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt thù địch giữa Israel và người Palestine, đồng thời kêu gọi viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho giải Gaza. Theo Đức Giáo Hoàng, những người bị thương ở giải Gaza cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, việc bảo vệ dân thường phải được đảm bảo và các con tin bị Hamas bắt giữ phải được trả tự do. Phát biểu trước đám đông, tại quảng trường Thánh Peter sau buổi cầu nguyện hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng vũ khí sẽ không bao giờ mang lại hòa bình và xung đột không được phép mở rộng. Tới nay, rất ít hàng viện trợ được chuyển đến Gaza kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas hơn một tháng trước. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi thành lập các hành lang nhân đạo và cho biết cần có giải pháp hai nhà nước để chấm dứt xung đột Israel-Hamas. Ngoài ra, Giáo Hoàng Francis và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã từng thảo luận với nhau về những vấn đề chính trị và xã hội ở Trung Đông. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ cuộc làm việc tại Vatican trong chuyến đi hai ngày sang Italia của Thủ tướng Israel. Hai bên đã thảo luận về tình hình xã hội và chính trị phức tạp trong khu vực, cũng như đề cập đến sự cấp thiết của việc nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine nhằm tìm kiếm một nền hòa bình ở Trung Đông. Trong cuộc đối thoại dài 25 phút này, Giáo hoàng và Thủ tướng Israel cũng bàn bạc về chuyến thăm Israel vào năm tới của Giáo hoàng, cũng như một số vấn đề mà hai phía chưa đi đến thống nhất chung. Từ nhiều năm nay, Vatican và Tel Aviv chưa đạt được tiếng nói chung trong việc giải quyết những tranh chấp về tài sản của giáo hội ở đất thánh, cũng như quan điểm về hòa bình ở khu vực này. Thông cáo của tòa thánh không cung cấp thêm các chi tiết cụ thể khác của cuộc đối thoại này trước đó thủ tướng netanyahu đã gặp người đồng cấp bên phía italia enrico letta và bàn luận về một số vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia hiện quân đội israel vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động không kích giải gaza nhằm tiêu diệt lực lượng hamas tại đây tuyên bố của thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định rõ nước này sẽ thực hiện chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra là loại bỏ hamas và giải phóng toàn bộ các con tin đang bị lực lượng này bắt giữ theo cơ quan y tế của Palestine tại giải Gaza, các vụ không kích của Israel trong ngày đã khiến 24 người thiệt mạng ở khu vực trại tị nạn Jabalia và nhiều người vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát. Cơ quan này cho biết thêm, ít nhất 12 người khác đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel ở trung tâm thành phố Deir al-Bala thuộc Gaza. Theo các nhân chứng, Israel vẫn ném bom khu vực Bani Shuhaila thuộc phía đông thành phố Khan Yonis, thành phố lớn thứ hai của Gaza. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Israel ngừng bắn. Các tay súng Hamas sử dụng kỹ thuật đánh du kích khiến số người chết của quân đội Israel ở giải Gaza cao gần gấp đôi số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ năm 2014. Con số thương vong này phản ánh mức độ Israel tiến sâu vào vùng đất Gaza cũng như việc Hamas sử dụng hiệu quả chiến thuật du kích. Quân đội Israel vẫn chưa tìm ra giải pháp tốt giải quyết các đường hầm một mạng lưới đã được mở rộng đáng kể trong thập kỷ qua. Ông Ofer Fox cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Netanyahu cho biết, đó là một thách thức ngay từ ngày đầu tiên, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tấn công này khiến binh lính Israel phải trả giá rất đắt. Một nguồn tin của Hamas từ Gaza nói với hãng tin Reuters, các chiến binh áp sát càng gần quân đội Israel càng tốt để tiến hành các cuộc phục kích. Họ thường di chuyển xung quanh hoặc chui ra từ các đường hầm. Được biết quân đội Israel được trang bị vượt trội so với Hamas nhưng vẫn hứng tổn thất lớn trong chiến dịch ở Gaza do tính chất khó lường của chiến tranh đô thị. Miri Eisin, đại tá về hưu của IDF và hiện là chuyên gia an ninh Israel nói: "Trong giai đoạn đầu xung đột, IDF chủ yếu tiến hành không kích, pháo kích vào giải Gaza. Điều này gây ra thương vong lớn về dân thường ở giải đất, song giúp bộ binh Israel được an toàn. Tình hình thay đổi khi chiến dịch trên bộ bắt đầu, nơi binh sĩ đối mặt với hiểm nguy thường trực." giới chuyên gia trước đó cảnh báo quân đội israel sẽ khó phát huy hết ưu thế về công nghệ trong môi trường chiến tranh đô thị ở giải gaza khu vực có địa hình chật hẹp nhiều tòa nhà cao tầng cùng hệ thống đường hầm trăng trịt dưới lòng đất mạng lưới đường hầm giúp các tổ diệt tăng hamas di chuyển khắp nơi thoát ẩn thoát hiện qua các cửa hầm bí mật họ có thể luồn ra sau đội hình tăng thiết giáp israel khai hỏa vài quả đạn rồi nhanh chóng rút về vị trí an toàn Trước đó, quân đội Israel đã phải trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ khi tiến hành chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Các binh sĩ này đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích tại một khu dân cư đông đúc ở đô thị sau nhiều tuyên bố gần đây của quân đội Israel rằng họ đã phá vỡ cơ cấu chỉ huy của Hamas ở phía bắc Gaza, bảo vệ các nhóm chiến binh còn lại, tiêu diệt hàng nghìn tay súng và bắt giữ hàng trăm người khác. Theo tờ Daily Sabah, đây là một dấu hiệu cho thấy Hamas vẫn có khả năng phản kháng quyết liệt và quân đội Israel dường như còn cách xa mục tiêu loại bỏ Hamas, ngay cả khi đã tiến hành một trong những cuộc tấn công tàn khốc nhất thế kỷ 21. Theo báo Jerusalem Post, những thách thức và diễn biến bất ngờ mà lực lượng phòng vệ Israel IDF phải đối mặt ở Gaza tương tự như những cảnh trong một bộ phim chiến tranh. Sau hơn 2 tháng giao tranh, vẫn chưa có dấu hiệu đầu hàng từ Hamas. Cuộc chiến ở Gaza khác xa với một cuộc chiến tranh nhỏ lẻ. Đó là một cuộc xung đột dài dẳng, đòi hỏi thời gian và sự tính toán. Trong khi IDF đạt đến những thành tựu hoạt động đáng ghi nhận, cuộc chiến cũng được đánh dấu bằng những sự kiện khó khăn và một số chiến thắng mang tính chiến thuật của Hamas. Các trận chiến gần đây ở Rara và Shijaya đã gây thương vong đáng kể cho IDF. Các diễn biến xảy ra vào cuối tuần qua đã làm lung lay những tuyên bố trước đó về việc IDF sắp chiến thắng trước Hamas. Bản chất của cuộc chiến đòi hỏi phải tiếp tục sẵn sàng đối mặt với những tổn thất và thách thức nặng nề Việc hàng trăm kẻ khủng bố đầu hàng và các đòn tấn công mạnh mẽ chống lại Hamas ở phía Bắc Gaza tuy quan trọng nhưng không mang tính quyết định trong chiến dịch tổng thể. Cuộc xung đột hiện đã phát triển thành chiến tranh du kích, đặt ra những mối đe dọa mới cho binh lính IDF, chủ yếu là từ các thiết bị gây nổ. Sự thay đổi này thể hiện rõ trong một số sự cố gần đây ở Khan Yunis và Jabalia. Trong các kịch bản chiến tranh du kích này, Hamas nhằm mục đích gây thiệt hại nặng nề cho binh lính IDF ngay tại các khu vực do quân đội kiểm soát cuộc chiến vẫn tiếp diễn ngay cả ở những khu vực do idf kiểm soát mặc dù hamas đã thay đổi chiến thuật dựa trên dự báo của các cơ quan an ninh rằng việc loại bỏ hamas ở gaza sẽ cần nhiều tháng chiến đấu nữa mục tiêu trước mắt của idf là giải cứu những người bị bắt cóc tính cấp bách của sứ mệnh này được nhấn mạnh bởi các sự kiện gần đây mặc dù đã có những lời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù nhân nhưng chiến lược đó sẽ chỉ phù hợp nếu hai bên có một kế hoạch khả thi Hiện tại Hamas đang yêu cầu điều kiện tiên quyết để đàm phán trao trả con tin là việc Israel ngừng bắn ngay lập tức. Theo Jerusalem Post, Israel đang buộc phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định ở khu vực phía Bắc vì chính sách hiện tại không mang lại những thay đổi đáng kể trong những tháng gần đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 17 tháng 12 đã tiết lộ về đường hầm tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Hamas mà họ phát hiện ở Bắc Gaza gần cửa khẩu biên giới Erez với Israel. Theo IDF, đường hầm này dài khoảng 4 km, đi sâu xuống lòng đất khoảng 50 m. Trong đường hầm có hệ thống ống nước, điện và đường dây liên lạc. Đường hầm chia thành một số nhánh và nút giao thông, nhưng chưa có nhánh nào xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Ở một số khu vực của đường hầm, IDF đã tìm thấy cửa nổ nhằm ngăn chặn quân đội Israel tiến vào. IDF cũng tìm thấy nhiều vũ khí của Hamas trong đường hầm. Đáng chú ý, theo IDF, một số khu vực trong đường hầm đủ rộng để các phương tiện di chuyển. Đại tá Hem Cohen, chỉ huy lữ đoàn phương Bắc của sư đoàn Gaza thuộc IDF nhận định, chiều rộng của đường hầm cho thấy nó được dự định sử dụng cho các cuộc tấn công bằng phương tiện nhằm vào dân thường trong các cộng đồng biên giới Gaza. Trong cuộc giao tranh đang diễn ra ở Gaza, Hamas đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào quân đội từ mạng lưới đường hầm và vài ngày trước, quân đội Israel đã tiêu diệt một số tay súng Hamas trong đường hầm cùng với tiết lộ về đường hầm lớn chưa từng có mới phát hiện. IDF cũng công bố đoạn phim thu được từ giải Gaza cho thấy các kỹ sư của Hamas đang xây dựng đường hầm. Trong đoạn phim này, người ta thấy các thành viên của Hamas đang sử dụng thiết bị chuyên dụng để đào đường hầm. Theo IDF, Hamas đã đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào mạng lưới đường hầm xuyên giải Gaza và việc xây dựng đường hầm có sự tham gia của một nhóm gồm hàng chục thành viên Hamas. Họ chỉ đến để xây dựng đường hầm từ thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza đến phía bắc giải Gaza. Các vật liệu được sử dụng để xây dựng đường hầm này cho đến nay vẫn chưa được nhìn thấy trong các đường hầm chiến thuật của Hamas và các máy khoan đường hầm được sử dụng khi xây dựng đã được tuồn lậu vào giải Gaza. IDF cho biết thêm, dự án đường hầm được chỉ đạo bởi Muhammad Sinwar, chỉ huy lữ đoàn phương Nam của Hamas và Yahya Sinwar, anh trai của thủ lĩnh Hamas. Hamas từng tuyên bố có khoảng 500 km đường hầm bên dưới giải Gaza. Israel cho rằng chúng được sử dụng để cất dấu vũ khí, đạn dược, bảo vệ tài sản như nhân sự và thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bí mật của các tay súng Hamas ở Palestine cũng như để làm các trung tâm chỉ huy và hầm trú ẩn. Ngày 27 tháng 10, IDF bắt đầu chiến dịch trên bộ tại giải Gaza và các đường hầm đã trở thành mục tiêu tìm diệt hàng đầu nhằm thực hiện nhiệm vụ xóa sổ Hamas. Để làm được điều đó, Israel đã đưa các đơn vị công binh chiến đấu Yahalom tới đây. Theo tờ The Times of Israel, ngày 22 tháng 11, trên thực tế, Yahalom đã phát huy, đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy các đường hầm của Hamas ở giải Gaza với rất nhiều cách thức khác nhau. Vào tuần trước, tờ The Times of Israel cho biết IDF thông báo rằng các binh sĩ đã phát hiện hơn 800 đường hầm ở giải Gaza và khoảng 500 trong số đó đã bị phá hủy. IDF cũng đã tiến hành thử nghiệm thành công việc bơm nước biển vào mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới Gaza, một động thái nhằm phá hủy mạng lưới đường đi và nơi ẩn náu dưới lòng đất của nhóm khủng bố Palestine, cũng như đẩy các thành viên của nhóm này lên trên mặt đất. Bộ tư lệnh trung tâm Sencom thuộc quân đội Mỹ cho hay, trong quá trình hoạt động ở biển đỏ hôm 16 tháng 12, tàu khu trục USS Carney đã đánh chặn thành công loạt máy bay không người lái UAV cảm tử gồm 14 chiếc. Không có tàu thuyền nào bị hư hại và không có thông tin về thương vong trong sự việc. Sencom khẳng định loạt UAV cảm tử xuất phát từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Cơ quan này cho hay các đối tác tại Biển Đỏ đã được thông báo về mối đe dọa. Đây dường như là một trong những loạt UAV lớn nhất bị bắn hạ trên Biển Đỏ trong hai tháng qua. Trước đó, tàu khu trục USS Kani đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình, 15 UAV triển khai từ Yemen và đang hướng tới Israel. Lực lượng Houthi chưa bình luận về thông tin. Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, hầu thi đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các tàu hướng đến Israel, bất kể là tàu của nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel. Tình hình gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo đã khiến Maersk, hãng vận tải biển lớn nhất thế giới, quyết định tạm dừng di chuyển eo biển Bab el Mandeb ở Biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới. Những tuần gần đây, hai tàu khu trục canny và Mason liên tiếp phải ngăn chặn các đòn tấn công của Houthi. Và trong tuần qua, ba tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đã di chuyển vào biển địa Trung Hải nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Ba tàu khu trục phòng thủ tên lửa Labun, Denbert D. Black và The Sullivan sẽ tham gia cùng nhóm tấn công tàu sân bay Zeron Ford, vốn đang hoạt động ở địa Trung Hải kể từ vụ giao tranh nổ ra tại Gaza. Nhóm tàu chiến trên đã được gia hạn triển khai hai lần. Ngoài việc Kani bắn hạ các máy bay không người lái, Mason cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái được phóng từ Yemen. Đây là lần thứ hai trong tháng này tàu chiến Mason khai hỏa. Chỉ vài ngày trước đó, tàu Mason đã đến trợ giúp một tàu thương mại bị trúng tên lửa hành trình ở eo biển Bab el Mandeb. Tàu Kani cũng đã phá hủy một số máy bay không người lái và tên lửa hành trình mà giới chức Mỹ cho biết là đang bay gần con tàu. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grant Tàu HMS Diamond của Anh ngày 17 tháng 12 cũng đã phá hủy một máy bay không người lái, đang nhắm mục tiêu vào tàu buôn thương mại. Bộ trưởng Sáp nhận xét các cuộc tấn công vào tàu thương mại của phong trào Houthi ở Yemen là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Trên biển, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm hàng hải quốc tế để chống lại các cuộc tấn công của Houthi. Người đứng đầu Hiệp hội Chủ tàu Na Uy có trụ sở tại Oslo, ông Harald Sobers đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa đối với các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Ông nói, tất cả các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại trong khu vực này, giống như vụ tấn công vào tàu chở dầu MT Strinda của Na Uy trong tuần này, thể hiện sự phát triển đáng lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh đối với vận chuyển dân sự ở Biển Đỏ. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của tất cả các chính phủ liên quan là đảm bảo rằng các tuyến cung ứng quan trọng nhất của thế giới luôn được thông suốt. Không chỉ có vậy, tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của quân đội Mỹ. Các binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu tấn công ít nhất 90 lần bởi các nhóm vũ trang kể từ giữa tháng 10. Ngày 17 tháng 12, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết một nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng sau khi bị thương trong chiến dịch tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào giải Gaza hiện Paris đang yêu cầu chính quyền Israel làm rõ vụ không kích hôm 13 tháng 12 của IDF vào tòa nhà ở Rafa khiến 10 dân thường thiệt mạng, trong đó có một quan chức của bộ này. Trước đó, phong trào Hamas cho biết sẽ không đàm phán trao đổi con tin cho tới khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Tuyên bố nêu rõ, Hamas nhắc lại quan điểm là không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc trao đổi tù nhân cho đến khi chiến dịch chống lại người dân chúng tôi kết thúc. ở phía bên kia. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như gợi ý rằng nước này đang triển khai các cuộc đàm phán mới để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel gặp Thủ tướng Qatar, quốc gia trung gian. Ông cho rằng cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giúp đạt được thỏa thuận trả tự do cho một nhóm con tin hồi tháng 11 vừa qua. Tại bờ Tây, tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp. Hãng thông tấn nhà nước Wafa Palestine đưa tin bốn người Ả Rập đã thiệt mạng khi Israel không kích trại tị nạn Nusam gần thành phố Tulkarem ở bờ tây đêm hôm 16 tháng 12 và sáng 17 tháng 12 cụ thể một thiếu niên 16 tuổi đã thiệt mạng sau khi binh sĩ IDF nổ súng tại trại tị nạn De Aman ở phía tây bắc thành phố Ramallah thủ phủ bờ tây tại khu vực Beuma ngoại ô thành phố Hebron một nam thanh niên khác cũng thiệt mạng sau khi đụng độ với IDF tại Jenin một người đàn ông bị thương sau vụ không kích bằng máy bay không người lái của Israel vừa qua đã thiệt mạng. Về phần mình, kênh Channel 12 của Israel cho biết IDF đã đột kích sau khi bị tấn công bằng vật liệu nổ và khẳng định những người thiệt mạng đều bị nước này truy nã. Ở bờ Tây, với mục đích lùng bắt những cá nhân bị nhà nước do Thái truy nã, nhiều người Palestine đã phản ứng trước chiến dịch này, gây ra một số vụ đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng nhiều nước đã bày tỏ lo ngại tình hình xung đột giữa Israel và Hamas sẽ tiếp tục xấu đi sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa thất bại trong việc thúc đẩy một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza và chính quyền Tổng thống Joe Biden sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa hối thúc cộng đồng quốc tế thống nhất lập trường về một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột. Người dân Gaza đang đứng trước vực thảm Cộng đồng quốc tế phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt thảm kịch này. Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nỗ lực hết sức để thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường và hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong khi giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng ta không thể đánh mất khả năng khả thi duy nhất cho một tương lai hòa bình, đó là một giải pháp hai nhà nước trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, với việc Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình và an ninh. Hai tháng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, những cảnh quay từ trên không cho thấy một Gaza đổ nát. Nhiều tòa nhà đã đổ sụp hoặc biến dạng do bom đạn, trong đó có cả các bệnh viện, trường học và trại tị nạn. Tình hình tại Gaza đang ngày càng hỗn loạn khi người dân tìm cách tấn công các xe và kho hàng viện trợ lấy. Liên Hợp Quốc cho biết 50% dân số Gaza đang rơi vào cảnh đói ăn, đồng thời cảnh báo hoạt động viện trợ nhân đạo sắp sụp đổ. Cùng với các quốc gia khu vực như Ai Cập, Liên Hợp Quốc đang thử nghiệm các tuyến đường viện trợ mới vào giải Gaza, trong đó có cửa khẩu Kerem Salom. Tới nay, viện trợ vào Gaza chỉ được thực hiện qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập, vốn được thiết kế dành cho người đi bộ chứ không phải xe tải. Trong khi đó, cửa khẩu Kerem Salom từng được sử dụng cho hơn 60% lượng xe tải đi vào Gaza trước khi xung đột nổ ra. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại